Em không muốn tự ti và e ngại khi giao tiếp với lại người lạ. Ví dụ như với người quen thì em sẽ nhìn thẳng nói chuyện thoải mái, nhưng mà với người lạ thì sẽ hơi ngại. Lúc đó thì em bị cận, cho nên là không thấy được cái mũi mình thấp nhiều. Và sau này thì em đã đi mổ cận và không còn đeo kính nữa, thì thấy trên mặt mình khuyết điểm nhất là chỗ phần mũi. Lúc mà em vừa ngồi dậy để được xem dáng mũi á, bất ngờ lắm. Em không nghĩ là chỉ nâng một cái mũi nhưng mà khác tới vậy, khác tới phải 80% gương mặt luôn á. Và hiện tại là hài lòng, nên là cảm thấy là chỉ cần nâng mũi thôi là đã đẹp rồi. Lúc trước thì em rất là ngại chụp hình, nhưng hiện tại thì cảm thấy là mình cũng không còn gốc chết nữa. Gần đây nhất thì em có chụp một bộ hình để đón sinh nhật gia đình, bạn bè và chồng, ai cũng khen đẹp nên là rất là vui. Asset Nose, chuyên sâu nâng mũi.